Cây này đang vào bao nhiêu cô nhỉ? Cho chúng nó biết, chẳng lẽ bảo cháu nói phét. 5 triệu nhá, vịt quế, bệ đẹp kê. Đẹp luôn. Để cái điện thoại này vào cho nó làm chuẩn, nó dễ nhìn. Không, nó không biết là to bao nhiêu, nên hình nó khó lắm. Đấy, cái con Q10 làm chuẩn. Ngược bố nó sáng, tối quá. Nguyệt quế lá kép, này mà hoa thơm lắm. Ông nào thích thì ra đây mà lấy. Thích thì ra đây. Thế mày làm bên báo à? Báo chí à? Báo gì cô? Cháu làm bên viễn thông cơ, nhưng mà mê cây. À mê cây. Có cái kênh ở trên mạng thì cứ đưa lên đấy cho nó buồn. Mày bỏ nó ra lấy cái. Yeah. Bán cho nó đi. Mai là mày quê rồi. À đi. Ngày mai hoặc ngày kia thì về quê rồi. Chú vẫn ở đây. Chú vẫn ở đây chứ? Không, chú về rồi, có em nó đây. À. Chứ cháu mà làm báo thì cháu lại có máy quay xịn rồi. Đam mê đấy, đam mê. Mê lắm. Hôm nào cháu cũng phải đá qua tí. Mà cháu làm xa đây lắm. Thì tao đằng kia đôi đường ảnh đẹp lắm. À đến vào quay cái đá. Cái gì ạ? Đá. Đá. Đá, đá gì cơ? Cây xanh hàng đá. À. Với hoa giấy kìa mày quay. Vâng vâng. Tí cháu dẫn cái vườn đằng kia quay cho tao mấy. Tí cháu vào hôm qua chú bảo là đằng kia có mấy cái mấy mở đằng kia. Ừ. Đây mày quay chỗ kia cho tao. Vâng. Đấy, tán được không? Nguyệt quế. Hơi tối. Chú, cô chú toàn cây đẹp nhất chợ. Cái dung như đầy quả kìa. Nhìn, cháu nhìn là biết. Nhìn là biết nhiều quả già. Cái sung đấy mà để thì bao tiền cô? 2 triệu. Cái này thì rẻ, chứ có 2 triệu. Cái nào cô? À vâng. Những cây nhỏ. Cây nó già, nó đẹp lắm, cây quả. Cây kia thì nhìn là biết là nó có quả rồi. Quả lắm lắm, đang ra đầy. Nhìn cái xù xù nó biết. Anh đi đây. Hôm qua có mấy anh em hỏi. Cái này là đây này. Hôm qua cháu quay cái đấy rồi. Qua mấy người hỏi đấy. Này có người nó mua cây người ta nó không mua cây của bạn. Đúng rồi, nhưng mà không mua được mai lại ra. Kiểu mê cây là thế. Cô này lại có cây khế hay cái gì kia? Cây khế đấy, quay khế. Đấy, cô bảo hôm qua với nay mà lại thêm mấy cây. Để vào cái cây chỗ cây Hải Châu qua. Thế có cây Hải Châu hôm qua nhiều quả đẹp. Cây phi lao ấy kìa. Hôm qua cháu ngồi đàm đạo cây rồi. Cả cây phi lao trong kia kìa đẹp lắm. Có 2 cây phi lao. 2 cây phi lao kia. Đẹp. Đấy, cái ông đấy mày phôn vào câu nó lấy. Nó lại còn giữ giá. Cháu thích cô bán được mà. Lắm ông thì trả ra gì cũng đến hồn cũng chê. Đúng rồi, nhiều người họ... Chả hiểu biết thì người ta đi buôn bán. Mà kể có hiểu biết thì mình cũng nói có ý một tí. Có ý. Bởi thuần mua vừa bán người ta thích thì chả biết thế nào được. Mình đã không có của bán, mình lại không mua thì... Thì thôi để người ta bán hàng. Đấy. Thế và cháu cũng quay này, anh em mà thích thì ra mà lấy. Thuận mua vừa bán. Thôi đấy, cháu cũng là cái đức đấy. Sau con cháu được nhờ cái phước đấy. Cháu bán phước cho mọi người mà. Chứ cháu có buôn bán gì đâu. À thế là cháu kiểu buôn ăn. Buôn bán thì đã, cháu đã ôm về rồi. Kiểu như là chia sẻ. Chia sẻ cho. Đấy. Chơi cây nó phải như chú ấy. Cái lại đẹp nhỉ. Đấy, cháu đẹp. Thích cây này. Cái này đẹp. Cháu mà xong cụ à. Cháu mà có tiền cháu quất cây này. Cũng có thể gọi là xong cụ. Rồi cái bệ nguyệt quế mà được này khó. Cái đấy bao nhiêu? 5 triệu. Đấy chưa? Ai bán xong rồi. Đấy phục vụ đây. Cô
chú là thợ. Cháu mà ngắm cây nào thì có chuẩn. Mai là phiên không nhỉ? Không. Đó. 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 Đó